Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh DVD nha. Hôm nay mình có những cái Vivo V15 các bạn, V1819 Vivo V15 các bạn. Bị quên cái mực mã bảo vệ, quên khóa mã bảo vệ các bạn. Mã bảo vệ khóa màn hình không nhớ các bạn ha. Giờ mình sẽ dùng cái tool unlock tool các bạn. Unlock tool này là tool mình đóng phí các bạn, đóng phí năm. Rồi trước khi mở thì mình tắt nguồn điện thoại đi ha. Rồi mình sẽ tắt nguồn đi, mình dùng cái cáp rồi mình cắm vô máy tính các bạn, cắm vô máy tính. Trên cái tool thì mình sẽ dùng, mình vô cái Vivo, phần Vivo ha. Rồi mình sẽ gọi là Vivo V15 các bạn. Rồi mình vô đây. Rồi bên này mình vô cái tab Meta. Rồi cái tab Meta này là cũng có cái Factor Reset 1, 2, 3 rồi các bạn. Thì mình vô cái Factor Reset 1, vô Meta ha. Trong cái dòng này có rất là nhiều. Giờ mình vô cái là Factor Reset 1 các bạn. Rồi trên điện thoại á các bạn, giữ nút âm lượng xuống, âm lượng nhỏ các bạn. Rồi mình cắm cáp vô nha, giữ chặt nút âm lượng xuống, cắm cáp vô. Rồi máy nhận com và chạy thôi các bạn. Rồi các bạn chờ tí xíu nha, tự nó chạy. Nó chạy xong nó tự khởi động máy các bạn. Nếu nó tự động khởi động máy thì mình sẽ khởi động máy. Nó tự chờ tí xíu nó chạy đến 100% là được các bạn. À, nó đang chạy ạ. Rồi như vậy nó chạy xong đó các bạn ạ. À, các bạn mình chờ tí xíu nha. Rồi trên máy nó không tự khởi động máy. Nếu trên máy không tự được đó nó nhìn USB rồi các bạn. Rồi thấy không? Giờ mình rút cáp đây, mình tự khởi động máy luôn. Nhiều cái máy chạy lên á tự nó khởi động máy các bạn. Rồi các bạn chờ tí xíu ha, máy khởi động lên là được các bạn. Cái này vô, nếu mà nó không có mã Google thì mình vô luôn ha. Còn nếu mà có mã Google thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là mở mã Google luôn. Giờ mình cũng không biết có bị dính mã Google hay không. Đây là mình chỉ mở dùng cái tool này để mình phá mã màn hình thôi, phá mã bảo vệ thôi các bạn. Vì dòng này mình vô Factor Reset nó vẫn đòi cái mã bảo vệ các bạn, nên vô khôi phục nó đòi mã bảo vệ, nên mình phải dùng cái tool này các bạn. Tool này là tool tốn phí các bạn ha. Tool này là mình mua đóng phí hàng năm. Các bạn chờ tí xíu nha, máy khởi động lên là mình kích hoạt. Nếu mà dính mã Google thì mình sẽ mở mã Google luôn. Rồi máy lên nữa các bạn thiết lập ha. Rồi tiếp theo các bạn đồng ý. Rồi wifi mình bỏ qua được không ha, chấp nhận. Bấm tiếp theo ha, bỏ qua luôn các bạn. Mấy cái dịch vụ này mình bỏ qua luôn mà ha. Nhập dữ liệu bỏ qua luôn mà. Và bị dính bạn Google các bạn thấy không? Chưa đăng nhập này, để sử dụng điện thoại này trước tiên còn phải đăng nhập vào tài khoản Google của bạn này không? Cái này là bị dính bằng mạng Google rồi các bạn. Nó giờ mình bấm vô cũng như vậy thôi, nó cứ trở lại từ đầu như vậy đó các bạn ha. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà mở mã Google luôn nha. Giờ mình sẽ không cần máy tính nữa, mình sẽ chuyển ra, mình sẽ mở mã Google cho các bạn xem. Đây, giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mở mã Google cho điện thoại Vivo V15 các bạn, V1819 các bạn ha. Mình vô trong máy thì nó sẽ đòi cái mật mã Google các bạn. Các bạn
bấm vô ha, nhập wifi. Xác minh để kích hoạt qua máy các bạn. Rồi các bạn bấm tiếp theo ha. Rồi nó lên, nó đòi mật khẩu các bạn thấy không? Mình không nhớ mật khẩu thì mình nó vô tài khoản Google, nó bắt xác minh tài khoản Google đó các bạn. Đây mà giờ nếu có mật mã Google thì mình cũng nhập vô luôn, còn đây mình không nhớ mật mã Google ha. Giờ mình chỉ các bạn cách xác minh tài khoản Google này ha. Rồi để xác minh tài khoản Google này á thì các bạn bấm trở về, cứ bấm trở về lại cho mình. Rồi vô đây wifi, các bạn bấm wifi nào cũng được, các bạn wifi nào cũng được, bấm đài vô một cái wifi nào cũng được ha, cứ nhấn vô. Rồi rồi các bạn bấm đài chữ nào cũng được, bấm bài vô đó thôi. Rồi bấm hiển thị mật khẩu để mình nhấn vô đây, nhấn hoài luôn. Nó có cái này tìm kiếm trên web này các bạn, bấm vô đây. Rồi nó vô trang web được các bạn thấy không? Bấm vô đây. Bấm cho mình vnrom.net. vnrom.net duyệt bypass ha. Đây, vnrom.net duyệt bypass. Rồi các bạn vô đây. Các bạn kéo lên ha. Đây các bạn vô setting này của cài đặt để mình coi cái đời máy và là coi cái Android bao nhiêu chấm các bạn ha. Rồi cài đặt thì mình coi cái cấu hình máy đó. Rồi đây giới thiệu điện thoại này các bạn. Rồi đây nó dùng Android là 9 chấm các bạn đó, phiên bản Android 9 chấm này thấy không? Thì mình coi cái phiên bản Android này, này ha. Giờ mình sẽ tải cái phiên bản Android này này về. Rồi các bạn trở về, các bạn vô trên đây Android 9, 8, 9, 10 này các bạn, mình tải cái này về luôn nha. Rồi còn đóng cái này đi. Rồi, đây Android 8, 9, 10 tải xuống này. Giờ các bạn tải xuống rồi cho phép luôn các bạn. Rồi nó đang tải xuống này. Rồi các bạn nó tải về rồi các bạn. Bây giờ mình bấm cài đặt các bạn. Rồi cho phép cài đặt để ứng dụng. Không xác định các bạn cho phép ha. Rồi các bạn bấm cài đặt. Chờ tí xíu nó cài đặt nha. Đã xong. Rồi giờ mình tiếp tục mình tải cái này về. Đây, FRB bypass các bạn, FRB bypass này. Rồi các bạn tải về, tải xuống, bấm cài đặt. Rồi các bạn bấm mở. Rồi bên góc có ba chấm này các bạn, bấm vô. Rồi đăng nhập trình duyệt, bấm OK. Rồi giờ các bạn nhập cho mình cái mail, mail nào cũng được, bắt đầu mail mới hoặc là nếu chưa có thì các bạn tạo một cái mail mới ha. Mail nào cũng được đó, các bạn cứ nhập vô cho mình một cái mail. Nếu các bạn chưa có thì các bạn lên Google để tạo một cái mail mới, còn không thì có rồi mình cứ nhập mail nào cũng được ha. Rồi cái Gmail này, cái Gmail mình cái nào cũng được các bạn, để mình đăng nhập nó vô để có mua cái máy thôi. Sẽ đăng nhập Gmail này nha. Rồi, tiếp theo rồi, các bạn nhập mật khẩu vô ha. Các bạn cái này nhập mail nào cũng được các bạn ha, nhập mail mới vô được là được, không cần cái mail cũ. Rồi OK các bạn, như vậy là xong rồi các bạn. Giờ các bạn mà bấm thoát ra trở về lại bắt đầu lúc bắt đầu, các bạn cứ bấm thoát ra để mình kích hoạt lại từ đầu lại ha. Giờ mình vô kích hoạt từ đầu lại này, thiết lập điện thoại này, tiếp theo này
Tiếp theo này, tiếp theo luôn. Rồi, không cho phép. Rồi sau đó đã thêm tài khoản Google á, cái tài khoản Google vừa rồi mình mới thêm vô các bạn. Rồi ok các bạn. Rồi rồi như là ok đó các bạn. Không, cảm ơn. Bấm tiếp theo luôn các bạn. Rồi cái này mình bỏ đi khỏi cần. Ok, tiếp theo các bạn bấm tiếp, bấm bỏ qua đây, vân tay bỏ qua đây các bạn. Bấm tiếp theo, hãy bỏ qua luôn. Rồi sử dụng ngay này, giờ vô này đó các bạn ha. Ok nè, vô ha. Đó, do cái tài khoản Google là cái tài khoản mà mình mới lập các bạn, hoặc là tài khoản nào cũng được. Rồi ok. Vivo V1819 các bạn, Vivo V1819 các bạn, gọi là Vivo V15 các bạn. Rồi mình đã mở xong ha các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.